16. Quả 13 này, xì thiệt. 14 đây rồi. 15 đây rồi. Quả này là 18 anh em. 18 đây rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. 18. Má, anh em mình hiểu kèo quá rồi, anh em Duy ơi, anh em mình bắt được kèo rồi. Bắt được kèo mình nói chắc chắn mà, mình nói chắc chắn mà. Úi trời ơi. 100 triệu. Đu. Anh em thấy tôi bắt kèo chuẩn không? Bắt kèo chuẩn không? Nhìn phát nổ lên 14, lên 15 là biết thì quả này lên 18 rồi. Quả này lên 18 nó chắc chắn 18 mà thì phải bắt kèo.